Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm tiếp bộ truyện Thiên Khải Bại Gia. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi. Đây là cảm giác chiến đấu sao? Thật sự là quá sảng khoái. Chạy mau. Cái quỷ gì thế? An, đừng làm hư tài sản của tông môn. Ai phạm ta trên lôi đài, Diệp Phong ta nhất định sẽ đem người đó đánh lui. Chỉ dựa vào bại gia thì sẽ không ngừng thụ được khoái cảm chiến đấu. Đây mới chính là nhiệt huyết của thế giới huyền huyễn mà. Tất cả đệ tử khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong cùng tiến lên. Các đệ tử còn lại, nhường chỗ cho bọn họ ra sân. Hào hào giáo huấn tiểu tử này một chút cho ta. Điên rồi, tên Diệp Phong này lần này một lấy một địch hơn 200 người. Chẳng trách lại có thể được thánh nữ thu làm thân truyền đệ tử. Tên này khủng bố như vậy, lấy sức một mình đối chiến hơn 200 đối thủ cùng cảnh giới. Nếu như trận chiến này thắng, sau này hắn trưởng thành, nhất định có thể chiếm được vị trí trên tiềm long bảng. Lần này thắng một trận thành danh, lần này thua toàn tông ăn tiệc. Tất cả đệ tử nghe lệnh, phóng thích linh lực, ngưng tụ tạo thành rào chắn linh lực. Lại còn có thể chơi như vậy, tuy rằng ta linh khí dồi dào, nhưng là chỉ dựa vào nhân cấp thượng phẩm vũ kỳ, dường như rất khó đánh vỡ đối diện màn chắn linh lực. Đang có 4410 điểm, hệ thống, rút ra địa cấp thượng phẩm vũ kỳ. Tinh, tiêu hao 700 điểm bại gia, chúc mừng túc chủ đạt được địa cấp thượng phẩm vũ kỳ, cửu diệp lôi liên. Tiếp tục rút, cùng là một loại vũ kỹ. Tinh, tiêu hao 900 điểm bại gia, chúc mừng túc chủ đạt được địa cấp thượng phẩm vũ kỳ, thủy long ngâm. Ô, lại thêm một cái vũ kỹ linh lực khác. Tinh, tiêu hao 700 điểm bại gia, chúc mừng túc chủ đạt được địa cấp thượng phẩm vũ kỳ, phong quyền cuồng sa. Tốt, đủ rồi, cửu diệu lôi liên, thủy long ngâm, lôi linh lực, hắn lại còn có thủy linh căn. Đây rốt cuộc là vũ kỹ cấp bậc gì? Hắn rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra vậy mà có được ba loại linh căn? Chỉ tản mát ra dư uy đã làm cho ta cảm thấy khó có thể ngăn cản. Chuyện gì vậy? Gió ở đâu ra? Một chiêu này cần phải tiếp cho tốt vào. Sắp chịu không nổi rồi, linh khí sắp cạn tới đáy xã hội rồi. Diệp Phong hắn lại có tứ linh căn, vậy là đã hết chắc 26 rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.